Có phải mọi sự đau khổ, thất bại trong cuộc sống đều do nghiệp quá khứ? Khi quý vị rải tâm từ, chúng ta rải trong tâm được rồi. Rải trong tâm được rồi. Tất cả các cái đề mục thiền định lẫn thiền quán đều không cần phải phát ra tiếng. Không cần phải phát ra tiếng. Chỉ khi nào đó, riêng đối với người rải tâm từ, khi họ thuần thục về tâm từ rồi, thì khi họ nói đó, họ có thể nói bằng tâm từ. Đó là cái sự đặc biệt, đó là sự đặc biệt của bốn cái đề mục vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Chứ còn những cái đề mục khác á, thì rất là khó. Thì lấy ví dụ như làm sao mà mình nói bằng cái hơi thở vào hơi thở ra, nói bằng cái kasina trắng thì nó kỳ quá. Trong khi đó, đó chúng ta có thể nói bằng tâm từ đó. Ví dụ như mình gặp một ai đó, mình nói với họ, nhưng mà mình dùng cái tâm từ mình tu tập được, mình nói bằng tâm từ thì cái đó được. Còn khi chúng ta đang tu tập tâm từ đó, thì chúng ta không cần phải nói, chúng ta làm việc ở trong tâm là được rồi ha.